Vua Ai lập tức được đánh ra các tình huống được bóng. Một pha xử lý dưới tay của Vua Ai. Trận này xem mà còn thấy hay. Trận trước xem chán chết đi. Chúng ta cùng xem năm bốn tổ chức của thái độ như thế nào. Một pha bật nhảy rất hay của anh Trần Vũ. Đây là trận đấu thứ hai. Trận thứ hai do ở bảng B. Trận đấu thứ hai. Đây là trận giữa đội B1 và đội B2. Đây là việc mà các em sinh viên tổ chức chia đội, nên là việc với những lớp ít nam thì các bạn sẽ ghép lại với những đội các đội ít nam thì sẽ ghép lại với nhau. Lên hình như này nó trong nhất thì hướng nắng mà này. Đấy đó. Chuẩn bị tiếp được tay vào rồi. Mặc dù anh đã rất cố gắng nhưng chỉ có vừa rồi. Thủ Tuyên. Thủ Tuyên. Trận tài Hứa Đăng Dũng có vẻ là rất quyết đoán trong những trận đấu vừa rồi. Quá tốt. Xử lý rất quyết liệt của anh Cường. Mặc dù đưa bóng vào lưới nhưng có đường ra ngoài. Đấy các anh. Chúng ta thi đấu trong một trận thời tiết rất là và trong một không gian rất là chi. Hãy
quá. Thằng Cường á, tiền hậu vệ như kia, anh Hoàng ạ, hậu vệ chắc như kia còn lâu quá đừng nổ. Đấy, nó kèm nhau kìa, nó kẹp nhau kìa, đấy. Ở cái đội năm nhất. Chậm rồi. Cái cầu anh Cường tập trung hơn vào trận đấu. Đây là bảng B mà à, vì là đội ghép nhiều, có cả sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư, cho nên ta chia thành đội B1 và B2. Đội B1 dù thời tiết đã có một chút là hơi nóng nóng rồi nhưng mà các cầu đề nghị các cầu thủ là nhiệt tình lên một tí ạ. Ngoài này cảm thấy cơm muối. Có cơ hội phản công. Tranh chấp bóng rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trọng tài, đội sinh viên năm nhất có sự thay đổi người, số 23 Nguyễn Mạnh Dũng ra sân, vào sân Sùng A Mình số 9.
quyết liệt. Mạnh Cường không được rồi. Bình tĩnh, bóng chắc với những pha ở khu vực gần cầu môn của mình. Những ba pha bóng không chắc chắn thì đội FC Star đã pha bóng nhanh chóng ra ngoài và lấy lại thế trận của mình. FC Star năm nhất câu lạc bộ ngôi sao. Mày phải chạy xuống chứ. Thằng này dọn này y lắm. Nó làm tường ra cháu là đứng.